Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7, sách Chân Trời Sáng Tạo. Chương 8, bài 5, phần bài tập. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Hình 10 minh họa một tờ giấy có vẽ đường trung trực XY của đoạn thẳng AB, mà hình ảnh điểm B bị nhòe mất. Hãy nêu cách xác định điểm B. Rồi, trước khi làm bài này, thì các em nhớ lại thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Ví dụ trong hình 2, đường thẳng XY nó vuông góc với đường thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB thì đường XY được gọi là đường XY gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta có XY nó vuông góc với AB này. Vuông góc với AB nhưng vuông góc tại trung điểm của AB thì mới được gọi là đường trung trực. Được chưa? Ở đây nó vuông góc với AB tại O. Mà OA nó bằng OB. Tức là XY nó vuông góc với AB tại trung điểm O của đoạn thẳng AB, cho nên XY được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Được chưa? Rồi bây giờ các em quay trở lại bài tập số 1. Các em xác định điểm B như thế nào? Ở đây biết XY là đường trung trực của đoạn thẳng AB. XY là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì trước hết là XY nó sẽ vuông góc với AB và vuông góc tại trung điểm của đoạn thẳng AB. Bây giờ ta gọi trung điểm của đoạn thẳng AB là M. Được chưa? Ta gọi M là giao điểm của AB và XY. Tức là AB nó cắt XY tại M. XY là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Được chưa? XY là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Thì XY nó phải vuông góc với AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB. Tức là XY nó sẽ vuông góc với AB tại M. Trong đó MA phải bằng MB. Rồi, vì XY là đường trung trực của đoạn thẳng AB nên M là trung điểm của AB. Được chưa? M là trung điểm của AB. Suy ra MA sẽ bằng MB. Do đó ta xác định được điểm B như sau. Trên tia đối của tia MA, trên tia đối của tia MA, tức là về phía ngược lại, ta lấy điểm B. Ta lấy điểm B sao cho MB bằng MA. Được chưa? MA các em đo được là 3 cm chẳng hạn thì MB cũng phải bằng 3 cm. Em hình dung được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Quan sát hình 11 cho biết M là trung điểm của BC. M là trung điểm của BC. AM vuông góc với BC. AM vuông góc với BC. Biết AB bằng 10 cm. Tính AC. À, do M là trung điểm của BC mà AM lại vuông góc với BC, đúng không? Như vậy cái đường thẳng AM này nó vuông góc với BC tại trung điểm M của đoạn thẳng BC. Cho nên cái đường AM này nó là đường trung trực của đoạn thẳng BC. Được chưa? Cái đường thẳng AM này nó là đường trung trực của đoạn thẳng BC. Và các em nhớ lại tính chất của đường trung trực. Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. Ví dụ điểm M này nó nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC thì điểm M này nó sẽ cách đều hai đầu mút B và C, tức là MB phải bằng MC. Được chưa? Tương tự điểm A nó nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC thì điểm A này
nó phải cách đều hai đầu mút B và C. Tức là AC nó phải bằng AB. Được chưa? AC bằng AB. Mà AB nó bằng 10cm rồi, thì suy ra AC bằng bằng 10cm. Các em hình dung được chưa? Như vậy, bước đầu tiên là các em phải chỉ ra AM là đường trung trực của đoạn BC. Ta có AM nó vuông góc với BC theo giả thiết. Mà M là trung điểm của BC cũng theo giả thiết. Được chưa? M là trung điểm của BC cũng theo giả thiết. Hai cái điều kiện này suy ra AM là đường trung trực của đoạn thẳng BC. Được chưa? Từ đó các em suy ra AC bằng AB. Mà AB nó bằng 10cm thì AC bằng AB bằng 10cm theo tính chất của đường trung trực. Điểm A nó nằm trên đường trung trực của BC thì điểm A nó sẽ cách đều hai đầu mút B và C. Tức là AC phải bằng AB. Và cụ thể đây là bằng 10cm. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Quan sát hình 12 cho biết AM là đường trung trực của đoạn thẳng BC. DB bằng DC bằng 8cm. Chứng minh rằng 3 điểm AMD thẳng hàng. À, chứng minh 3 điểm AMD thẳng hàng. Tức là các em chứng minh 3 điểm này nó cùng nằm trên một đường thẳng là được. Được chưa? Ở đây ta có AM là đường trung trực của BC rồi. Bây giờ các em chứng minh cái điểm D này nó cũng nằm trên đường trung trực của BC. Thì chứng tỏ là AMD thẳng hàng. Rồi các em nhớ lại tính chất đường trung trực của đoạn thẳng. Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. Ở đây chúng ta có XY là đường trung trực của AB. Được chưa? Bây giờ chúng ta có điểm M, sao cho MA nó bằng MB. Nếu MA bằng MB thì điểm M này nó sẽ thuộc XY. Chỉ cần MA bằng MB thì suy điểm M này nó sẽ thuộc XY. Rồi, hoặc là nếu chúng ta có điểm N, sao cho NA bằng NB. Chỉ cần NA bằng NB thì điểm N này nó cũng thuộc XY. Các em hình dung được chưa? Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. Chúng ta quay trở lại hình 12. Ta có DB bằng DC theo giả thiết. Như vậy là D nó cách đều hai đầu mút của BC. Chứng tỏ điểm D này nó sẽ nằm trên đường trung trực AM của đoạn thẳng BC. Tức là D nó thuộc AM. Hay nói cách khác là AMD thẳng hàng. Được chưa? Rồi như vậy, trước hết là ta có DB bằng DC bằng 8cm theo giả thiết. Bằng bao nhiêu cm không quan trọng. Chúng ta chỉ cần là DB bằng DC là được. DB bằng DC. Như vậy điểm D nó cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng BC. Được chưa? Nó cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng BC thì chứng tỏ là điểm D này nó thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC. Do đó D nằm trên đường trung trực, cụ thể ở đây là đường trung trực AM của đoạn thẳng BC. À, D nó thuộc đường thẳng AM. Chứng tỏ là 3 điểm AMD cùng nằm trên một đường thẳng. Suy ra AMD thẳng hàng. Được chưa? Rồi, bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.